qua Yuna Dương Mịch, Triều Lê Dĩnh là nữ thần đẹp nhất châu Á. Không phải nữ thần vạn người mê Yuna SNSD hay thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi, Triều Lê Dĩnh mới là mỹ nhân dẫn đầu bảng xếp hạng top 10 nữ thần châu Á do netizen Hàn Quốc bình chọn. Vừa qua, một chương trình của Hàn Quốc đã tổ chức cho cư dân mạng bình chọn top 10 nữ thần châu Á. Ngay khi có kết quả, bảng xếp hạng đã gây nhiều tranh cãi khi một bảng xếp hạng châu Á lại không hề có tên của các mỹ nhân đình đám của khu vực. Đặc biệt, nắm giữ vị trí số 1 trong bảng danh sách bầu chọn lại chính là nữ diễn viên Hoa ngữ Triệu Lệ Dĩnh đang làm mưa làm gió với bộ phim Sở Kiều Truyện thời gian gần đây. Cô thậm chí còn vượt mặt cả thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi, nữ diễn viên Dương Mịch và cả nữ ca sĩ Yuna của SNSD. Được biết, bảng bầu chọn Hàn Quốc không phụ thuộc vào tiêu chí nào, chỉ cần ngôi sao đó có nhiều fan, hâm mộ thì đều có khả năng cao lọt vào danh sách. Top 1, Triều Lệ Dĩnh. Người đứng đầu trong danh sách là nữ diễn viên Triều Lệ Dĩnh. Sở hữu đôi mắt to, tròn xoe long lanh, đôi môi nhỏ chúm chím, thật không ngoa khi gọi Triệu Lệ Dĩnh là người đẹp không tuổi. Với khuôn mặt trong sáng, thuần khiết và khả năng diễn xuất ấn tượng, cô nàng đã và đang gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp của mình. Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đang nhận được rất nhiều sự chú ý qua bộ phim Sở Kiều Truyện. Triệu Lệ Dĩnh được khán giả ưu ái gọi là em gái quốc dân Trung Hoa. Vẻ đẹp trong sáng, ngọt ngào và thanh khiết của cô nhận được nhiều khen ngợi. Top 2, Dương Mịch. Sau bộ phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Dương Mịch ngày càng được nhiều khán giả Hàn Quốc biết tới nhiều hơn. Mang nét đẹp sắc sảo và chút nét dịu dàng đậm thắm, bà mẹ một con không ít lần làm công chúng phải chết mê chết mệt. Ngoài vẻ đẹp gợi cảm kiêu sa, Dương Mịch còn làm người hâm mộ suýt xoa nhờ phong cách thời trang vô cùng cuốn hút. Dương Mịch sở hữu đôi mắt hút hồn người xem. Dương Mịch khiến người hâm mộ không khỏi rời mắt bởi vẻ đẹp quyến rũ và trong veo tựa thiên thần của mình. Top 3, Yuna. Ra mắt từ năm 16 tuổi, tính đến nay đã hơn 10 năm. Thế nhưng trong suốt khoảng thời gian ấy, cái tên Yuna lại chưa bao giờ vắng mặt trên các bảng xếp hạng nhan sắc lớn nhỏ. Không chỉ của châu Á mà còn trên toàn thế giới. Sở hữu chiều cao lý tưởng, làn da trắng sáng, gương mặt 360 độ không góc chết. Ngay từ khi gia nhập showbiz, Yuna đã nhanh chóng chiếm được tình cảm của công chúng nhờ ngoại hình nổi bật của mình. Từ đó đến nay, cô nàng không những trở thành một biểu tượng sắc đẹp, một siêu sao hạng A tại Hàn Quốc mà còn là hiện tượng trên toàn châu Á. Yuna thường xuyên có mặt trong bảng xếp hạng nhan sắc châu Á và thế giới. Vẻ đẹp của Yuna tiếp tục được tung hô là xứng danh nữ thần sắc đẹp thế hệ mới. Top 4, Đường In. Đường In là một trong những ngọc nữ của màn ảnh Trung Quốc. Với vẻ đẹp đầm thắm, dịu dàng, Đường In luôn là cái tên được ưu ái trên các bảng xếp hạng nhan sắc. Dù sắp cán mốc tuổi 34, nhưng nữ diễn viên vẫn trẻ trung, xinh đẹp như gái đôi mươi. Bạn gái nam diễn viên La Tấn sở hữu đôi mắt tinh xảo, làn da trắng mềm mại cùng thân hình mảnh mai đầy mê lực. Sức hút từ vẻ đẹp của Đường In khiến thời gian cũng phải chào thua nữ diễn viên 8X. Nữ chính Đường In một lần nữa đốn gục người hâm mộ bởi vẻ đẹp dịu dàng. Top 5, Lưu Thi Thi. Lưu Thi Thi được khán giả yêu thích từ bộ phim Bộ Bộ Kinh Tâm, chuyển thể từ tiểu thuyết của Đồng Hoa. Nàng Nhược Hy mang một nét đẹp thanh khiết mong manh, sở hữu một đôi mắt u buồn và má lúm đồng tiền tròn sâu. Tạ xã Ngô Kỳ Long đánh gục mọi trái tim. Khuôn mặt và khí chất của cô phù hợp với bất cứ tạo hình nào, dù là hiện đại hay cổ trang. Đặc biệt, nhan sắc tự nhiên của nàng Tiểu Hoa đáng được xem là một trong những vẻ đẹp hiếm hoi của làng giải trí Hoa ngữ. Lưu Thi Thi được mệnh danh là một trong những nữ nghệ sĩ sở hữu nhan sắc thuần nhất của CBIC. Vẻ đẹp của cô mới nhìn qua thì không có gì nổi bật, nhưng càng ngắm lâu lại càng thấy đặc biệt, tinh khiết. Taeyeon SNSD. Taeyeon SNSD luôn được đánh giá là một trong những nữ thần nhan sắc của K-pop. Cô nàng chẳng những tài năng khi sở hữu giọng hát tuyệt vời mà còn mang nét đẹp trong vắt, xinh xắn như một nàng tiên nhỏ. Luôn trung thành với lối trang điểm nhẹ nhàng, Taeyeon SNSD vẫn chinh phục trái tim người hâm mộ bởi vẻ đẹp không tì vết.
Thầy John khóa đuổi xinh đẹp từ nụ cười, ánh mắt, khuôn mặt thanh tú, sóng mũi thẳng tắp cùng khóe miệng duyên dáng. Top 7, Ngô Ánh Khiết. Tuy chưa phải là một tên tuổi sáng chói, nhưng gương mặt đáng yêu của Ngô Ánh Khiết còn được biết đến với cái tên quỷ quỷ đã thuyết phục khán giả bình chọn ở vị trí thứ 7. Cô nàng gây được sự chú ý của người hâm mộ Hàn Quốc khi tham gia show thực tế We Got Married mùa thứ nhất phiên bản quốc tế cùng với chàng ca sĩ điển trai Taecyeon. Ngô Ánh Khiết có gương mặt rất ngọt ngào, cô là một trong những nữ diễn viên được yêu thích sứ đài. Top 8, Song Ji-hyo. Song Ji-hyo được tôn vinh là một trong những người đẹp tự nhiên của Hàn Quốc và chắc chắn chẳng có một anti nào có thể phủ nhận điều này. Bông hồng duy nhất trong show thực tế nổi tiếng Running Man không chỉ sở hữu gương mặt theo tiêu chuẩn vàng của bác sĩ, cô còn có những đường cong rất gợi cảm. Song Ji-hyo khoe vẻ đẹp trẻ trung với làn da nhẵn mịn. Khác với những hình ảnh mạnh mẽ trong Running Man, cô mang vẻ đẹp rất dịu dàng, quyến rũ. Top 9, Park Shin-hee. Làn da rạng rỡ không tì vết và gương mặt trẻ trung đáng yêu của Park Shin-hee nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều cô gái. Vẻ đẹp của Park Shin-hee được đánh giá là tự nhiên, không mấy thay đổi so với ngày cô còn bé. Đặc biệt, làn da trắng sáng của nữ diễn viên được netizen Hàn khen ngợi hết lời. Vẻ đẹp trong trẻo mà quyến rũ của Park Shin-hee chiếm trọn trái tim người hâm mộ. Nữ diễn viên 9X thu hút sự chú ý của người hâm mộ bởi sự tươi trẻ, cá tính. Top 10, Lưu Diệc Phi. Cứ mỗi lần nhắc đến các bạn xếp hạng về nhan sắc thì công chúng không thể không nhắc đến thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi. Làn da sáng mịn hồng hào, gương mặt thanh tú và thần thái tươi trẻ. Dù mỹ nhân họ Lưu đã đến ngưỡng tuổi 30, nhưng nhan sắc của cô vẫn luôn rạng ngời và quyến rũ. Nàng tiểu long nữ xuất hiện ở bất cứ đâu cũng khiến mọi người phải ngẩn ngơ vì sắc vóc tuyệt đẹp cùng làn da trắng như trứng gà bóc. Được mệnh danh là thần tiên tỷ tỷ, Lưu Diệc Phi luôn nổi tiếng với vẻ đẹp thanh cao, thoát tục. Với vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết, cô đã khiến bao con tim ngây ngất.